Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 612, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Mạnh miệng đấy, Thần Võ Tôn nhíu mày nhưng không nói gì nữa. Thật ra bà ta đã từng gặp Long Thiên Tử. Thần Võ Tôn tung hoành bốn phương không biết bao nhiêu năm, có loại thiên kiêu nào chưa từng gặp đâu, nhưng bà ta lại chưa từng gặp người nào cũng sợ như Long Thiên Tử. Anh ta còn trẻ như thế nhưng đã đạt đến đỉnh cao, siêu phàm thoát tục, vô địch thế gian, khiến mọi người phải e sợ. Thần Võ Tôn không dám đắc tội với người này, phải biết rằng tương lai của thiên tài là điều không ai có thể đoán được. Bây giờ Long Thiên Tử có thực lực mạnh như vậy, sau này sẽ đạt đến cảnh giới cao đến mức nào nữa? Ít nhất Thần Võ Tôn không thể đoán được. Bây giờ sức chiến đấu của Long Thiên Tử rất xuất chúng, đã trưởng thành rồi, không thể làm gì được anh ta nữa. Nếu đắc tội thì sau này sẽ bị anh ta tiêu diệt. Mặc dù tài năng của Lâm Minh rất khá, nhưng cho dù là tài năng hay thực lực bây giờ, anh vẫn kém xa Long Thiên Tử. Anh hãy đâu ra tự tin mà khiêu chiến với Long Thiên Tử đây? Thần Y Lâm, tôi có chuyện muốn nói trước. Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa cậu và Long Thiên Tử. Cậu tự mình giải quyết ân oán giữa hai người, đừng mong tôi ra mặt tại cậu. Thần Võ Tôn trịnh trọng nói. Ồ, tức là bà sợ Long Thiên Tử à? Lâm Minh cười hỏi. Tuy cậu thích nói thế nào thì nói, tóm lại lập trường của tôi là thế. Thần Võ Tôn khử một tiếng. Lâm Minh khẽ cười, lắc đầu. Bà yên tâm, Thần Võ Tôn đại nhân, tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này, không cần bà nhúng tay vào. Cậu biết là được, nhưng tôi có thể giải quyết những phiền phức trước mặt này giúp cậu. Thần Võ Tôn nói, sau đó định bước lên ngăn trước đám đông cường giả Thánh Xuân này. Thế nhưng Lâm Minh lại giơ tay lên. Không cần, nếu Thần Võ Tôn đại nhân không muốn đắc tội Long Thiên Tử thì nên vạch rõ giới hạn, giữ khoảng cách. Bà cũng không cần ra tay với đám người này, tôi sẽ giải quyết. Cậu giải quyết ư? Thần Võ Tôn cau mày, sau đó nhìn người đàn ông đứng đầu trong số các cường giả Thánh Sơn, nghiêm giọng nói. Nếu tôi đoán không lầm, người đó chắc là một trong bảy thần tướng của Thánh Sơn. Thật ra thực lực của ông ta không tầm thường, không phải tôi khoác lác, nhưng e là ở trong đây ngoài tôi ra không ai có thể là đối thủ của ông ta. Cậu muốn đánh với ông ta e là sẽ bất lợi. Thần Võ Tôn đại nhân hình như không tin tưởng tôi nhỉ? Lâm Minh nghiêng đầu nói. Không phải tôi không tin tưởng cậu, chỉ là mà thôi, nếu cậu đã ngoan cố như vậy thì tùy ý cậu. Cậu đối phó được thì cậu tự đối phó đi, tôi trấn áp tình hình giúp cậu. Thần Võ Tôn cũng lười khuyên can, bà ta xua tay, sau đó đứng sang một bên. Nhưng thất thần tướng bên đó lại không có ý định chiến đấu. Nếu hôm nay Thần Võ Tôn đại nhân ở đây thì bọn tôi cũng không quấy phá uy nghiêm của tôn giả. Các vị, chúng ta đi. Nói xong, mọi người định rời khỏi đó. Ai cho phép các người đi? Lâm Minh nói. Cường giả Thánh Sơn chững bước, thất thần tướng hơi nghiêng đầu lạnh lùng nói. Cậu nói gì cơ? Giang Thành không phải là nơi các ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nếu đã đến đây rồi thì ở lại đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Thần Y Lâm, người này đã cho cậu thể diện, nếu ông ta muốn đi thì cậu để ông ta đi là được, cần gì phải phiền phức như thế? Thần Võ Tôn thấp giọng quát, hơi bực bội. Đây không phải là Thánh Sơn của họ, nơi này là Giang Thành. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói. Thất thần tướng cười nói. Xem ra, thần Y Lâm muốn thị uy ở trước mặt tôi. Thú vị đấy, rất là thú vị. Cậu ỷ vào Thần Võ Tôn đại nhân đang có mặt ở đây nên mới thế sao? Cậu thật đúng là cáo mượn oan hùng. Bà ta không có ở đây, tôi vẫn sẽ giết ông. Ông có tin không? Lâm Minh nghiêm túc nói. Các cao thủ Thánh Sơn đều dồn sự chú ý lên người Lâm Minh. Bọn họ không cười, nhưng sự giễu cợt, ánh nhìn sâu xa, sự chế nhạo hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Kẻ sợ chết thì tôi thấy rất nhiều, nhưng chưa thấy ai không sợ chết. Thần Y Lâm, cậu coi như kẻ đầu tiên không sợ chết mà tôi từng gặp. Nếu cậu muốn rời khỏi thế giới này, tôi có thể giúp cậu. Thất thần tướng kia cười nhạt, đi thẳng tới trước. Sát khí hùng hậu khiến người ta không rét mà run. Thần Võ Tôn im lặng, đang định nổi giận thì Lâm Minh lại lên tiếng trước. Tôi cho ông cơ hội, ông ra tay đi. Nếu giết được tôi sẽ cố gắng dẫn theo tất cả mọi người ở Giang Thành đến Thánh Sơn tùy các ông xử lý. Thần Y Lâm, Thần Võ Tôn hô lên. Tôn giả, tôi nói rồi, chuyện này không cần bà can thiệp, tôi sẽ tự xử lý tốt. Lâm Minh nói. Thần Y Lâm,
Tôi đã nói rồi, cậu chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Cho dù có thắng thì đã sao? Nếu giết thất thần tướng, thiên kiều hạng nhất sẽ đích thân đến Giang Thành. Lúc đó cậu lấy gì đối kháng với cậu ta? Cậu đừng manh động. Thần Võ Tôn nghiêm túc nói, khuyên nhủ lần nữa. Tôn giả, bà đứng đó xem là được. Lâm Minh lắc đầu, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt. Cậu... Thần Võ Tôn sốt ruột, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Thất thần tướng lại bật cười. Thú vị, tôi chưa gặp ai không biết sợ như vậy. Được, nếu vậy tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Nói xong, thần tướng đó đi tới. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh đáng sợ bao trùm Lâm Minh, mặt đất đóng băng thành một lớp sương lạnh. Vách tường, cửa lớn, cây cối xung quanh đều bị đóng băng. Cao thủ Dương Hoa đứng sau Lâm Minh cũng kinh hoàng, vội vàng lùi về phía sau. Khi lùi đến nơi an toàn, bọn họ mới phát hiện áo quần mình đã đóng băng, tay chân một vài người cũng đóng băng, vô cùng đáng sợ. Nếu muộn thêm mấy giây nữa, e là sẽ đóng băng cả người. Lực hàn băng đáng sợ vậy sao? Người này có thủ đoạn gì, pháp thuật sao? Đám người Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương ở phía sau kinh ngạc lên tiếng. Đó không phải pháp thuật, đó là sức mạnh của vực. Thần Võ Tôn lên tiếng. Sức mạnh của vực. Đúng, sức mạnh của vực. Luồng sức mạnh này chính là sức mạnh của vực hàn băng. Xung quanh thần tướng đó là lĩnh vực của ông ta. Nếu trong lĩnh vực của ông ta thì sẽ bị sức mạnh của vực làm bị thương. Rất đáng sợ. Thần Võ Tôn nói. Cái gì? Sức mạnh của vực? Mọi người biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này, trên người Lâm Minh cũng đã có một lớp băng xương bắt đầu ăn mòn người anh, nhưng sức mạnh hàn băng trên người Lâm Minh không quá ghê gớm, chỉ phủ một lớp băng lực mỏng manh. Hiển nhiên, khí kình quanh người Lâm Minh vô cùng mạnh mẽ. Đáng sợ thật, tôn giả, bà có tu luyện được sức mạnh của vực không? Mạn Sắt Hồng kinh ngạc, không khỏi lên tiếng hỏi. Tôi? Thần Võ Tôn lắc đầu, tôi chưa tu luyện sức mạnh của vực. Sức mạnh này không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện. Có lẽ người kia được thiên kiêu hạng nhất chỉ dẫn mới tu luyện được, dù vậy cũng rất phi phàm, thiên phú ông ta cũng rất đáng sợ. Hóa ra là vậy. Thất thần tướng dưới trướng thiên kiêu hạng nhất, người nào người nấy đều là yêu nghiệt đương thời. Mỗi người đều có thiên phú thực lực khiến người khác không tưởng tượng được. Các người không thể nào so sánh. Thần Y Lâm đắc tội với thiên kiêu hạng nhất thì thật không lý trí, thật không lý trí. Thần Võ Tôn thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Mọi người nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn ra nỗi lo lắng trong mắt thần Võ Tôn. Hiển nhiên, bà ta không tán thành hành động của Lâm Minh. Dù Lâm Minh thắng thì đã sao, anh có thắng được thiên kiêu hạng nhất hay không? Đến cuối cùng vẫn sẽ thua, cần gì phải làm vậy? Nhưng nếu thần Y Lâm không chiến đấu, chúng ta đều bị giam giữ trong Thánh Sơn, làm nô lệ cho thiên kiêu hạng nhất. Trận chiến hôm nay, thần Y Lâm không phải chiến đấu vì bản thân cậu ấy, mà vì chúng ta. Tử Thiên nói, nhưng điều này thay đổi được gì? Thần Võ Tôn lắc đầu, mọi người tỏ ra lo lắng, không nói gì. Rắc, rắc, rắc. Lúc này, xương băng trên người Lâm Minh dần dần nứt ra, anh cũng dần dần bước ra từ trong đống băng. Ầm. Giây lát sau, vùng đất đóng băng đột nhiên bay ra những móng vuốt băng đáng sợ, tóm chặt cơ thể Lâm Minh. Ầm, 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 ầm. Khi mỗi một vuốt băng bao bọc bàn tay đều truyền ra sức mạnh vô cùng dồi dào, tạo thành những hoa văn sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sau đó hòa vàn sức mạnh tiêu tan, vuốt băng dung hòa, đóng băng Lâm Minh trong sương băng vô tận một cách triệt để. Cái gì? Tất cả mọi người mở to mắt. Thần Y Lâm ở Giang Thành chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Đúng là yếu ớt. Thần tướng kia khẽ cười, đánh một chảo tới từ xa. Trong không trung, một thanh kiếm băng óng ánh trong suốt được tạo thành. Ông ta cầm thanh kiếm băng đi về phía khối băng to lớn. Trong khối băng, Lâm Minh không thể nhúc nhích, hoàn toàn bị giam giữ. Ông ta đứng trước khối băng, nhắm vào vị trí tim Lâm Minh, sau đó chậm rãi đâm kiếm băng vào bên trong. Mặc dù khối băng và kiếm băng vô cùng cứng rắn, nhưng lưỡi kiếm băng lại có thể đâm vào khối băng to lớn đó như đâm vào miếng đậu hũ. Lưỡi kiếm tiến gần về phía tim Lâm Minh từng chút một, dường như muốn đâm xuyên tim anh. Không hay, thần Y Lâm gặp nguy hiểm. Dừng tay! Mọi người sốt ruột, đồng loạt xông lên. Trong chớp mắt, các cao thủ của Thánh Sơn lập tức chạy lên ngăn lại bọn họ. Sao? Các người cũng muốn chết ở đây? Những cao thủ của Thánh Sơn lạnh lùng lên tiếng. Cậu... Nguyên Tình lo lắng, muốn đi vòng qua đám người này, nhưng không còn kịp nữa. Lúc này, thanh kiếm bén đó đã đâm vào ngực Lâm Minh, sắp sửa đâm xuyên ngực anh. Thần Võ Tôn siết chặt nắm đấm, khí kình toàn thân vận chuyển, dường như không định khoanh tay đứng nhìn. Những người khác cũng muốn ra tay, muốn phá rào cản từ cao thủ Thánh Sơn.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, rắc, trong khối băng đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt, sau đó cánh tay bằng băng của Lâm Minh đột nhiên chuyển động, nắm lấy thanh kiếm bằng băng một cách chuẩn xác. Mũi kiếm băng vừa vặn dừng trước lớp áo của Lâm Minh, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Cái gì? Người đó hít sâu một hơi. Vù, một ngọn lửa đỏ tươi phừng lên từ lòng bàn tay của Lâm Minh, lan về phía kiếm băng. Kiếm băng lập tức nóng chảy, ngọn lửa ập về phía thần tướng nhanh như tia chớp. Thần tướng kinh ngạc, vội vàng lùi về sau. Ông ta đứng vững lại, đưa mắt nhìn Lâm Minh. Ầm, một cột lửa màu đỏ tươi vọt lên trời, thoáng chốc làm tan chảy tất cả băng xương ở xung quanh, nung chảy cột băng khổng lồ. Thoáng chốc lĩnh vực băng xương lạnh lẽo tàn khốc ban đầu biến thành một biển lửa. Người xung quanh sửng sốt, bọn họ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh đó, không thể thốt ra tiếng nào nữa. Lâm Minh đứng giữa ngọn lửa vô tận, giống như thần lửa. Chốc lát sau, anh đưa tay lên, ngọn lửa xung quanh chui vào trong cơ thể anh, biến mất không thấy, mọi thứ trở về yên tĩnh. Nhìn cảnh tượng đó, thần võ tôn há to miệng, có thể nhét vừa quả trứng gà. Các cao thủ ở Thánh Sơn cũng sửng sốt, trố mắt nhìn, sức mạnh của vực đáng sợ như vậy mà lại bị Lâm Minh phá tan một cách dễ dàng. Đùa à, rốt cuộc luồng sức mạnh vừa rồi là sức mạnh gì, ngọn lửa đó là lửa gì, lúc nãy ông nói ai chỉ được như vậy? Lâm Minh phủ những mảnh vụn trên người, thản nhiên hỏi. Thần tướng trước mặt vẫn còn ở trạng thái sững sờ, nghe được câu này lập tức hoàn hồn, vẻ mặt thờ ơ trở nên hung dữ. Hóa ra là vậy, cậu dựa vào sức mạnh này nên mới ngông cuồng vậy sao? Nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, hôm nay tôi sẽ giết chết cậu. Thần tướng hét lên, toàn thân ngưng kết thành một lớp mũ giáp bằng băng, quanh người xuất hiện bảy lưỡi dao băng, điên cuồng xoay chuyển, giống như lốc xoáy đột ngột lao về phía Lâm Minh. Vèo 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 vèo. Theo sự tấn công của thần tướng, lưỡi dao băng xoay chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một con lốc xoáy chọc trời, lấy ông ta làm trung tâm, vô số vụn băng xoay tròn cứ như máy xay thịt. Tất cả cây cối, gạch tường, tượng điêu khắc gần ông ta đều bị hút vào trong đó, bị nghiền nát thành cát bụi. Những người khác nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, đứng run rẩy. Có lẽ thủ đoạn này đã vượt ngoài phạm trù kiến thức của võ giả, đã gần giống như thiên thần. Chẳng trách ông ta được gọi là thần tướng, đúng là có năng lực của thần tiên. Mặt đất rung chuyển, rạn nứt, lực hàn băng cuồng bạo đập về phía Lâm Minh. Nhưng chốc lát sau, trên người Lâm Minh lại có ánh lửa xông thẳng lên trời, sau đó anh cung tay đánh tới một chảo. Vù! Toàn bộ ánh lửa giống như con sóng đổ ập về phía lốc xoáy hàn băng đáng sợ kia. Trong nháy mắt, toàn bộ lực hàn băng bị đánh tan. Gió rừng băng tan, tất cả sức mạnh của thần tướng bỗng chốc bị phá giải. Lâm Minh đưa tay kia lên bóp cổ ông ta, áo giáp băng xương trên người ông ta bị bóp nát ngay lập tức. Ai cũng kinh hãi. Lâm Minh dùng sức, một tay bóp chặt cổ thần tướng đó, sau đó đập mạnh xuống đất. Tiếng nổ đủ khiến răng thành chấn động vang lên, mặt đất lõm xuống 3 mét, mặt đất nứt ra, hoa văn sức mạnh ngút trời lan rộng ra tứ phía, vách tường bị đánh nát. Phòng ốc lung lay, ngoại trừ thần võ tôn, tất cả mọi người đều bị hất tung. Uy lực của đòn đánh này có thể tương đương với hơn 100 viên đạn đạo cùng nổ, đáng sợ đến thế nào. Người dân Giang Thành hoảng sợ la hét, còn nói là ngày tận thế lại đến. Cao thủ của Dung Hoa bị tác động ngã đẩy ra đất, máu chảy tràn lan. Cao thủ Thánh Sơn cũng vô cùng chật vật, lăn mấy vòng trên đất mới đứng dậy được. Thần Võ Tôn đứng sững sờ trong phạm vi hoa văn sức mạnh lan ra, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh đã dừng lại, anh vẫn đứng tại chỗ, nhưng cơ thể nghiêng về phía trước, một tay vẫn bóp cổ thần tướng Thánh Sơn, đè chặt ông ta xuống đất. Da thịt thần tướng Thánh Sơn đã nứt toác, máu chảy đầm đìa, mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa ngất đi. Chiêu này đã phân định thắng thua. Một đòn. Thần Võ Tôn hít sâu một hơi, trong đầu rối bời. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, Lâm Minh chỉ ra một đòn. Sau khi Lâm Minh quyết định giao đấu với thần tướng, trong đầu bà ta hiện lên rất nhiều kết cục. Hoặc là Lâm Minh bị thần tướng đại đánh, hoặc là hai bên đều thương vong, hoặc là Lâm Minh bị áp đảo, hoặc là Lâm Minh may mắn thắng được thần tướng, thậm chí là bà ta sẽ vào cuộc ngăn chặn trận chiến, đủ mọi giả thiết. Nhưng bà ta chưa bao giờ ngờ rằng Lâm Minh lại có thể chiến thắng áp đảo vị thần tướng này. Không, đây không phải là áp đảo, đây chẳng khác nào đơn phương đánh giết, một đòn đánh bại kẻ địch. Thực lực hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ, khoảng cách lớn đến nỗi không thể so sánh.
Thần Y Lâm, đây là sự tự tin của cậu sao? Thần Võ Tôn không khỏi tự giễu, xem ra bà ta rõ là lo lắng suông rồi. Lâm Minh có bản lĩnh như vậy thì sao lại không thể đụng đến thiên kiêu hạng nhất? Mọi người hoàn hồn lại, nhìn về phía Lâm Minh, ai cũng có vẻ mặt chấn động vô cùng rõ rệt. Đại nhân! Những cao thủ Thánh Sơn có vẻ tuyệt vọng, kinh hãi kêu lên. Lâm Minh chậm rãi nhấc hai tay lên, nâng cao thần tướng đó lên lần nữa. Mọi người nhìn thấy xương cốt của người thần tướng đó đã bị đòn đánh vừa rồi đánh nát. Ông ta đã mất đi sức chiến đấu, trở thành một tảng thịt đặt trên thớt của Lâm Minh. Thánh Sơn thất thần tướng, chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Lâm Minh buông tay ra, lạnh nhạt nói. Ầm, thần tướng đó ngã ra đất, không động đậy được, chỉ có thể mở to mắt, cố hít thở. Khốn nạn! Các cao thủ Thánh Sơn nghiến răng, nổi giận xông tới bao vây Lâm Minh. Thần đi Lâm, cẩn thận! Mạn Sắc Hồng vội vàng hét lên. Ầm, ầm, ầm. Nhưng giây lát sau, vài luồng sấm sét từ trên trời đánh xuống đám người kia. Tất cả các thủ Thánh Sơn đều bị sét đánh cháy đen ngã ra đất. Người bốc khói. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh hãi. Sấm sét sao? Thần Y Lâm, tu luyện tiên pháp rồi sao? Mọi người không ai hiểu được chiêu pháp của Lâm Minh. Bọn họ vốn tưởng thần tướng là một nhân vật giống như thần tiên, nhưng bây giờ lại phát hiện người thật sự đáng sợ là thần Y Lâm ở Giang Thành. Đòn đánh này còn mạnh hơn sức mạnh của vực không biết bao nhiêu lần. Tay dẫn thiên lôi sao lại còn thực hiện trong nháy mắt, ít nhất cũng phải là thiên kiếp đôi thân mới có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ thần Y Lâm đã tu luyện được thiên kiếp đôi thân? Không thể nào, không thể nào. Thần Võ Tôn cũng khó mà tin nổi, kinh ngạc nhìn Lâm Minh, không ngừng lẩm bẩm. Đây là sức mạnh của cuồng thiên lôi, tôi từng nhìn thấy. Thần tướng nằm trên mặt đất dường như đã tỉnh táo lại, gào lên với Lâm Minh. Cậu biết thủ đoạn này từ lúc nào? Không lâu trước đây, ở Thiên Tính Gia. Lâm Minh ngồi xổm xuống, thản nhiên nói. Thiên Tính Gia sao? Thần tướng kia run rẩy, không tin nổi nhìn Lâm Minh. Chẳng lẽ nhóm của cổn thiên lôi là bị cậu giết? Phải. Lâm Minh trả lời rất thẳng thắn. Thần tướng kia ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Ông ta không ngờ thần Y Lâm ở Giang Thành lại đáng sợ như vậy. Vậy, lại to gan như vậy. Dám giết chết một thần tướng, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Trên thế gian này, sao còn có người dám đối đầu với Thánh Sơn? Cậu lại dám ngang phiên đối đầu với Thánh Sơn chúng tôi. Cậu đang tìm đến cái chết. Cậu không sợ thiên kiêu hạng nhất trả thù sao? Cậu không sợ sao? Ông ta hét lên. Lâm Minh hờ hững nhìn ông ta, trong đôi mắt ấy thoáng có lộ ý và ánh lửa lập lòe. Anh đặt tay lên trán của thần tướng kia, im lặng một lúc lâu, chậm rãi hỏi. Vậy Thánh Sơn các người không sợ tôi sao? Ngông cuồng, thật là ngông cuồng. Giờ phút này, đừng nói là người của Thánh Sơn, ngay cả thần Võ Tôn cũng cảm thấy Lâm Minh quá ngông cuồng. Lâm Minh là ai mà dám ngang nhiên khiêu chiến với Thánh Sơn? Chẳng lẽ anh dám coi thường thiên kiêu hạng nhất? Sợ cậu sao? Thần tướng hít vào một hơi, ngay sau đó cười lớn. Thần Y Lâm, cậu cho rằng đánh bại tôi thì có thể đạp Thánh Sơn dưới chân rồi sao? Nực cười, đúng là nực cười. Cậu không biết Thánh Sơn chúng tôi mạnh đến thế nào. Cậu cũng không biết sự đáng sợ của thiên kiêu hạng nhất. Thần Y Lâm, dù hôm nay tôi bại dưới tay cậu, nhưng cậu cũng sắp chết rồi. Cậu sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng ngày hôm nay sớm thôi. Nhất định là vậy. Thần tướng kia cười lớn, trên mặt đầy vẻ điên cuồng. Người của Xương Hoa lo lắng không thôi. Thần Võ Tôn im lặng không nói, sự kinh ngạc trong mắt được thay thế bởi sự lo lắng. Lâm Minh đã thắng, nhưng cũng đồng nghĩa Giang Thành chính thức tuyên chiến với Thánh Sơn. Bà ta không nghĩ Lâm Minh sẽ có phần thắng, thất bại thảm hại chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Minh lặng lẽ nhìn thần tướng đang cười điên cuồng, hồi lâu không nói. Đợi người đó dừng cười mới lên tiếng. Ông tên gì? Thần tướng ông đây là Thích Hàn Sương, một trong thất thần tướng dưới trướng thiên kiêu hạng nhất. Người đó cười khinh thường, ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt. Được. Lâm Minh gật đầu, đứng dậy phất tay, đưa đi chữa trị. Cái gì? Đám người nguyên tinh ở đằng sau kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe lầm. Thích Hàn Sương cũng không ngờ được, tò mò nhìn Lâm Minh. Cậu không giết tôi sao? Tôi sẽ không giết ông, tôi sẽ chữa trị cho ông, sau đó để ông trở thành người chứng kiến. Lâm Minh khẽ nói. Người chứng kiến? Thích Hàn Sương ngạc nhiên. Chứng kiến cái gì? Đương nhiên là chứng kiến tôi làm sao hủy diệt Thánh Sơn của ông, làm sao chém chết thiên kiêu hạng nhất. Lâm Minh nói.
Thích Hàn Sương nghe vậy cười lớn. Ha ha ha, Thần Ni Lâm, cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ mới đánh bại tôi mà cậu đã tự tin như vậy rồi sao? Ngay cả mấy lời này cũng nói ra được, đúng là thú vị. Ha ha ha. Lâm Minh không nói, im lặng nhìn ông ta. Một lúc lâu sau, Thích Hàn Sương mới dừng cười, nhèo mắt nói. Nếu vậy, tôi sẽ chờ coi. Khoác lác thì ai không làm được. Hy vọng cậu sẽ không khiến tôi phải thất vọng. Được. Lâm Minh gật đầu, bóp nát khí mạch trên người Thích Hàn Sương, phế võ công của ông ta, sau đó quay người rời đi. Đám người Nguyên Tinh lập tức chạy tới, đưa đám người Thích Hàn Sương đi. Lâm Minh chuẩn bị về phòng thuốc điều dưỡng, vừa đi ngang qua Thần Võ Tôn thì nghe một câu nói vang lên. Giang Thành sẽ không được yên bình nữa rồi. Lâm Minh dừng bước nhìn Thần Võ Tôn hỏi lại. Giang Thành đã từng được yên bình sao? Thần Võ Tôn mấp máy môi, cuối cùng im lặng không nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thế giới này chính là vậy. Xưa nay bình yên, không phải mình có muốn hay không, mà là người khác có cho hay không. Điều ta có thể làm là bảo vệ sự bình yên đó. Lâm Minh bình tĩnh nói, quay người rời đi. Thần Võ Tôn hét với theo. Thần Y Lâm, nếu có một ngày Giang Thành sụp đổ, tôi sẽ rời đi, sẽ không trợ giúp cho cậu. Đến lúc đó, cậu đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ không trách bà muốn đi thì cứ đi, bà có thể đi ngay lúc này. 2 ngày nữa tôi sẽ chữa khỏi bệnh của bà hãy tự lo cho mình. Lâm Minh cười đáp, cậu tự lo cho mình nên là tôi nói cho cậu nghe mới phải. Thần Võ Tôn hạ giọng đáp, sau đó rời đi. Bên trong đình Bạch Ngọc ở Thánh Sơn, người đàn ông mặc đầu trắng vẫn ngồi xếp hàng. Nhưng giờ phút này, toàn thân người đó được bao bọc bởi một luồng khí tức sáng ngời, giống như tiên khí, thần bí huyền diệu, vô cùng phi phàm. Những tiên khí này tựa như mây trôi bồng bềnh, không ngừng chuyển động xoay tròn quanh người mặc đầu trắng, hết sức thần kỳ. Cuối cùng tất cả chậm rãi hội tụ về phía đỉnh đầu người đó, dường như người đó đang điều khiển những luồng khí giống như một đám mây này, cẩn thận tập hợp chúng lại với nhau, ngưng tụ thành một quả cầu mây trên đầu. Nhưng ngay khi những quả cầu mây chuẩn bị ngưng tụ hình thành, bốp, quả cầu mây đột nhiên nổ tung, rồi tan biến không còn dấu vết. Người đàn ông mặc đồ trắng mở mắt ra, nhìn mây mù dần dần tiêu tan, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, khó lường. Lúc này, một bóng người bước nhanh tới, sau đó hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu với người mặc đồ trắng, nhưng không dám ngẩng đầu. Người mặc đồ trắng không quay đầu lại, hồi lâu không nói gì, cũng không biết qua bao lâu mới khản giọng nói. Người đâu? Không thể trở về, mất hết liên lạc. Người quỳ trên mặt đất thấp giọng nói. Ai làm? Trước mắt chỉ có thể thấy là thần Y Lâm ở Giang Thành. Thần Y Lâm ở Giang Thành ư? Chỉ là một người phàm tục ở Giang Thành nhỏ bé mà có thể đối phó với thần tướng của Thánh Sơn sao? Thần Võ Tôn cũng ở đó. Vậy thì không có gì lạ nữa. Người đàn ông mặc đồ trắng đứng thẳng dậy, nhìn về phía xa. Chủ thượng, có nên nhằm vào Giang Thành không? Người đàn ông bò trên mặt đất không dám ngẩng đầu, dè dặt hỏi. Gần đây tôi bận đột phá, không thể xuống núi. Cử 5 thần tướng còn lại đồng loạt đến Giang Thành, mang theo lệnh bài của tôi, đưa cho thần Võ Tôn. Nếu bà ta dám giúp Giang Thành thì giết ngay tại chỗ. Người đàn ông mặc đồ trắng tháo một miếng bạch ngọc lệnh ở thắt lưng rồi ném nó xuống đất. Người đang bò ở trên mặt đất lập tức nâng lệnh bài bằng hai tay, hô lớn. Vâng, thưa chủ thượng. Lấy đầu của thần Ni Lâm và người thân của hắn đến đây, chặt xác ra, treo ở rừng núi cây dưới núi. Cho mọi người thấy rõ, thông báo với cả thiên hạ, đồng thời đều đạo. Người mặc đồ trắng lại nói, con người của người đàn ông đang bò dưới đất co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu run rẩy. Đồ đạo ư? Bây giờ bắt đầu luôn. Người mặc đồ trắng thờ ơ nói, sau đó lại nhắm mắt lại. Người kia không dám phản bác, chỉ có thể thận trọng lùi về phía sau. Không lâu sau, một sắc lệnh lan truyền khắp Long Quốc. Long Thiên Tử của Thánh Sơn chính thức phát động một cuộc đồ đạo với Giang Thành. Mọi người đều khiếp sợ. Trong phòng họp ở Giang Thành, Lâm Minh đang thảo luận với mọi người. Bụp, cánh cửa phòng họp bị đá thành từng mảnh. Thần Võ Tôn đứng ở cửa với khuôn mặt lạnh lùng. Cửa không khóa mà. Lâm Minh nhìn mảnh vụn dưới sàn nói. Cậu biết cậu đã làm gì chưa hả? Thần Võ Tôn hung dữ hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Long Thiên Tử của Thánh Sơn chính thức phát động một cuộc đồ đạo với Giang Thành. Đồng thời, 5 vị thần tướng còn lại đều đã được điều động, xông về phía Giang Thành. Giang Thành xong đời rồi, các cậu toang rồi. Thần Võ Tôn rống to. Vừa dứt lời, phòng họp bỗng nhiên yên chết chóc. Lâm Minh bình tĩnh nhìn chằm chằm bà ta, hồi lâu không lên tiếng. Thần Võ Tôn lạnh lùng nói. Thần Y Lâm, bây giờ tôi chỉ cho cậu một con đường.
lập tức dẫn theo những người xung quanh cậu chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, rời khỏi Long Quốc ngay và luôn, biến mất im hơi lặng tiếng. Bây giờ trên trời dưới đất không có ai có thể cứu cậu, không ai cả. Chạy trốn, cậu có thể sống lâu hơn vài ngày, nếu không kết cục của cậu sẽ vô cùng thê thảm, cậu hiểu không? Có thể khiến thần võ tôn danh tiếng lẫy lừng chấn động đến mức này, chứng tỏ thái độ của Thánh Sơn lần này nghiêm túc như thế nào. Khuôn mặt của những người có mặt vô cùng nhợt nhạt, cực kỳ khó coi. Tuyên Tinh không nhẫn được, vội hỏi: "Thần võ tôn đại nhân, đấu đạo là thế nào?" Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thần võ tôn. Rõ ràng, mọi người đều nghe thấy từ này lần đầu tiên. Đây là một trong những thủ đoạn của cao võ, là một phương thức trả thù cực kỳ đẫm máu và tàn khốc. Thần võ tôn nói với giọng nghiêm nghị: "Chắc mọi người đã nghe đến đồ thành rồi chứ?" "Tất nhiên từng nghe rồi, thật ra đồ đạo và đồ thành không khác nhau mấy." Thần võ tôn lạnh lùng nói: "Cái gọi là đồ đạo là muốn tàn sát toàn bộ người trong giới võ đạo ở Giang Thành, bởi vì Long Thiên Tử muốn dùng cách thức báo thù đáng sợ nhất với thần Y Lâm. Long Thiên Tử không cho phép người trong giới võ đạo tiếp viện cho thần Y Lâm, do đó mới dùng thủ đoạn đồ đạo. Từ đó răn đe những người trong giới võ đạo có ý định muốn giúp đỡ thần Y Lâm. Từ giờ trở đi, sức mạnh của Thánh Sơn sẽ tiến hành chém giết vô tình vào Giang Thành, điên cuồng tàn sát những người trong giới võ đạo. Trên là những nhân vật đỉnh cao, dưới là những quán chủ của võ quán, đều sẽ bị bọn chúng liệt vào danh sách phải tiêu diệt. Thánh Sơn muốn tiêu diệt toàn bộ giới võ đạo Giang Thành, sau đó tàn sát Dương Hoa, hiểu chưa?" "Cái gì?" Mọi người đều kinh hãi, lại còn có thủ đoạn như vậy nữa sao? "Vậy quân đoàn Long Huyền thì sao? Bọn họ cũng dám giết à? Nếu người Thánh Sơn dám làm sảng làm bậy như vậy ở Giang Thành, thì quân đoàn Long Huyền sao có thể khoanh tay đứng nhìn?" Tào Tùng Dương đột nhiên đứng dậy hỏi: "Quân đoàn Long Huyền thì đã sao? Chính phủ Long Quốc thì đã thế nào? Ông cho rằng Long Thiên Tử không dám động vào sao?" Thần Võ Tôn cười khẩy: "Ông thật sự cho rằng Long Thiên Tử sống ẩn cư, tu luyện trong Thánh Sơn, không có liên hệ với thế giới bên ngoài à? Ông cho rằng bên ngoài phía chính phủ Long Quốc không có nhân vật lớn có quan hệ mật thiết với Long Thiên Tử sao? Các người quá ngây thơ rồi." Tập 612 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.